Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hình ảnh sư Thích Minh Tuệ là cơ hội quảng bá đất nước. Ngày 9 tháng 6, giáo sư, viện sĩ Lương Ngọc Quỳnh có bài viết trên mạng Facebook cá nhân của mình với tựa đề Ai đã sợ bước chân. Thời báo chấm đề giới thiệu nguyên văn bản viết thể hiện quan điểm của tác giả đến quý khán thính giả nội dung như sau. Bước chân của tu sĩ Minh Tuệ không chỉ là bước chân của người tu hành Phật Pháp mà còn là bước chân của thước đo giá trị chân lý. Và đây là hình tái tật trên trang cá nhân của giáo sư, viện sĩ Lương Ngọc Quỳnh. So sánh các vĩ nhân thường rất khó vì nó khập khiển, bởi mỗi vĩ nhân mang lại một giá trị khác nhau. Nhưng nếu so sánh hiện tượng, thì tu sĩ Minh Tuệ đã đánh thức giá trị sống, thức tỉnh nhân tâm của hàng triệu người Việt Nam. Trong vòng 100 năm nay, có 3 người Việt Nam được người dân xếp hàng bên đường chào đón và tiện đưa. Điều đặc biệt, Minh Tuệ chỉ là một tu sĩ sau 6 năm nhưng đã đánh thức chân tâm của hàng triệu Phật tử Việt Nam. Minh Tuệ không thể so sánh với Bác Hồ, Bác Giáp, nhưng những hình ảnh của người dân đứng hai bên đường kính lễ, dọn đường, trải hoa khiến cho tất cả chúng ta có liên tưởng đến những vĩ nhân của dân tộc. Điều gì đã làm nên như vậy? Chính sự tha hóa lối sống của phần lớn các nhà sư nổi tiếng hiện tại đã là tấm gương phản chiếu vĩ đại cho những bước chân của một tu sĩ không tiến tâm và đã đẩy anh ấy lên trở thành một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử Phật giáo Việt Nam. Và đây là hình bước chân tu sĩ thích minh tuệ. Người ta đã sợ hãi những bước chân ấy bởi mỗi bước chân của anh, người tu sĩ chân chính đã làm chấn động Phật giáo Việt Nam. Nếu để những bước chân ấy tiếp tục hành trình đến mũi Cà Mau thì chắc chắn sẽ tạo thành cơn động đất vĩ đại, đánh sập tất cả những ngôi chùa và những ông đại đức thượng tọa danh tiếng nhất của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Điều này khiến cho giáo hội Phật giáo sợ hãi đến tột cùng. Những bước chân ấy không chỉ đánh sập Phật giáo giả tu mà còn làm lung lay đến những người khác của đất nước trăm triệu dân. Hỏi rằng có ai khi ra đường thời buổi này mà được người dân xếp hàng dài dọc đường kính lễ và trải hoa, trải thảm hay không? thế cho nên không chỉ có phật giáo giả tu mà cả rất nhiều người khác đều rung sợ nỗi sợ hãi dâng lên khi mỗi ngày dòng người xếp hàng đã dài thêm vài cây số ven đường họ sợ rằng nếu để lâu thì dòng người xếp hàng sẽ đông nhất lịch sử vĩ nhân đất việt đó là lý do những bước chân tu hành phải dừng lại và đây là hình người dân xếp hàng giải hoa chờ đón sư thích minh tuệ nếu giáo hội phật giáo tỉnh táo nếu chính quyền tỉnh táo thì đó chính là cơ hội quảng bá hình ảnh của đất nước. Chỉ cần tuyên truyền người dân trật tự, khiêm kính, đuổi bớt hội quay phim nghiệp dư, hạn chế những hình ảnh xấu trên mạng. Lựa chọn những nhà sư đủ đức, đủ tâm, đủ chính pháp để đồng hành cùng tu sĩ. Không cho những kẻ giả tu, những kẻ tò mò thích thử thách, lợi dụng hình ảnh của tu sĩ Minh Tuệ nhập đoàn làm náo động phố phường, lại giảm đi tính uy nghi, thuần khiết của việc tu hành chính pháp. Chặn cửa, cấm khẩu những tà sư có những phát ngôn ganh tị, đố kỵ. Giá như được vậy thì không những Phật giáo lên ngôi mà chính quyền mở mặt. Nhân dân hồ hởi, chúng ta truyền đi một thông điệp tự do, hạnh phúc, dân chủ đến khắp thế giới. Nếu có thể làm lại, tôi vẫn khuyên chính quyền và giáo hội Phật giáo tiếp tục để tu sĩ Minh Tuệ đi tiếp hành trình những bước chân nhân tâm hỷ xả ấy. Người dân sẽ hoan hỷ, đất nước tràn đầy sinh lực của sự yêu thương, hạnh phúc. Hãy nhớ rằng, được lòng dân thì có tất cả, nhưng mất lòng dân cũng sẽ mất tất cả. Hãy tỉnh táo khi chưa muộn. Xin cảm ơn mọi người đọc cho ý kiến và chia sẻ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Hình ảnh sư thích minh tuệ là cơ hội quảng bá đất nước. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn rất lạc quan, dù có nhiều dấu hiệu đáng quan ngại cho tương lai của VinFast. Ngày 13 tháng 6, BBC Tiếng Việt cho hay, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tự tin về VinFast, chuyên gia đánh giá khác. Theo đó, trong một bài phỏng vấn với một hãng tin quốc tế mới đây, tỷ phú Phạm Nhật Vượng khẳng định VinFast tiếp tục mở rộng tại châu Á ngay cả khi doanh thu ngành xe điện đang chững lại trên toàn cầu. Trong khi đó, các chuyên gia và nhà đầu tư lại không lạc quan như vậy. Tôi không lo lắng về doanh số bán xe điện, sự phát triển của xe điện là tất yếu, ông Vượng nói. BBC cho biết ngày 11 tháng 6, trước một ngày so với thời điểm xuất bản bài phỏng vấn nói trên, trên trang web của Nasdaq xuất hiện một bài viết thể hiện sự hoài nghi của các nhà đầu tư đối với công ty xe điện Việt Nam này. Bài viết chỉ ra các dấu hiệu khiến các nhà đầu tư quan ngại về tình hình kinh doanh của nhà sản xuất ô tô điện này. Đầu tiên, VinFast bán đa số xe của mình cho các công ty con hoặc công ty liên kết. Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ cho biết, 70% lượng xe điện của VinFast được bán cho công ty liên kết xanh SM, một dịch vụ đặt xe điện tại Việt Nam. Và đây là hình bài trên BBC. BBC dẫn nhận định của bài viết trên Nasdaq cho rằng nếu chỉ tập trung bán xe cho các công ty liên kết, VinFast khó có thể cạnh tranh được trong thị trường người tiêu dùng phổ thông. Thứ hai, việc xây dựng nhà máy của VinFast tại Tiểu bang Bắc Carolina tại Mỹ đang chậm tiến độ. Theo dự kiến, VinFast sẽ hoàn thiện nhà máy vào tháng 7 năm 2024, nhưng công ty đã đẩy lùi thời điểm đưa nhà máy vào vận hành đến năm 2025. Thứ ba, các vụ kiện đối với VinFast tại Mỹ liên tục xuất hiện trong thời gian gần đây cũng gây tác động đến tâm lý các nhà đầu tư. Đối với những vụ kiện này, VinFast tuyên bố rằng đó là một phần của văn hóa kiện tụng ở thị trường Mỹ. Theo BBC, chưa rõ VinFast sẽ thắng hay thua, nhưng các nhà đầu tư nghi ngại những vụ kiện sẽ làm ảnh hưởng đến dòng tiền và hoạt động kinh doanh của công ty. Nếu kết quả cuộc điều tra vụ tai nạn khiến 4 người tử vong liên quan đến xe VF8 của hãng dẫn đến việc thu hồi xe VinFast tại Mỹ thì hình ảnh của hãng sẽ bị ảnh hưởng gây cản trở nghiêm trọng đến việc mở rộng ra thị trường quốc tế. Thứ tư, những người trải nghiệm xe điện chuyên nghiệp đánh giá. VinFast chưa thật sự có lợi thế về giá, đặc biệt trong bối cảnh các hãng xe điện giá rẻ Trung Quốc tham gia cuộc chơi và những ông lớn như Tesla cũng áp dụng chiến lược giảm giá mạnh mẽ. Và đây là hình tỷ phú Phạm Nhật Vượng. BBC dẫn lời tỷ phú Phạm Nhật Vượng trả lời trong cuộc phỏng vấn nói trên, thừa nhận rằng các nhà đầu tư lo sợ VinFast đầu tư nhiều quá thì sẽ mất cân đối. Lãi suất thì đang rất là cao và việc cấp tín dụng từ các ngân hàng của Mỹ cũng không đạt như điều mà chúng tôi mong đợi, ông chủ VinFast nói thêm. Thứ năm, tính từ lúc kết thúc phiên giao dịch đầu tiên trên sàn Nasdaq cho đến hết ngày 12 tháng 6, cổ phiếu VinFast đã mất khoảng 90% giá trị. Tuy nhiên, ông Phạm Nhật Vượng cho hay, công ty đang ghi nhận một số dấu hiệu tích cực, chẳng hạn như doanh số ở thị trường Mỹ đã tăng nhiều trong những tháng trở lại đây. VinFast vẫn bán được nhiều xe hơn một số hãng khác như Lucid hay Nikola của Mỹ. Thêm vào đó, tỷ suất lợi nhuận gợp của VinFast theo bài viết trên NetDash đang được cải thiện. Một số nhà đầu tư tin rằng công ty cuối cùng rồi sẽ vượt qua mọi khó khăn hiện nay. Vẫn theo BBC, so với mức đáy hồi cuối tháng 4 năm 2024, giá cổ phiếu VinFast đã có những bước phục hồi đáng kể. BBC dẫn trang Business Times của Singapore ngày 11 tháng 6 đánh giá rằng VinFast vẫn đang thống trị thị trường Việt Nam và các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc gặp khó khăn để phá vỡ thế độc tôn này. Tuy nhiên, các nhà quan sát nhận định chỉ mỗi thị trường nội địa là không đủ để hãng xe điện Việt Nam phát triển trong ngành này. Phương tiện này chưa thật sự phổ biến tại Việt Nam, cơ sở hạ tầng cho xe điện cũng chưa đưa được đầu tư nhiều. Nhiều người cho rằng các chính sách hỗ trợ cho ngành xe điện tại Việt Nam là kém hấp dẫn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn rất lạc quan, dù có nhiều dấu hiệu đáng quan ngại cho tương lai của VinFast. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.